Tiếp theo là thông tin HD Bank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phát hành 1.400 tỷ đồng một trái phiếu huy động vốn năm 2014. Trái phiếu sẽ được phát hành theo hình thức riêng lẻ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với các kỳ hạn 3 năm và 5 năm, lãi suất trái phiếu cố định trong năm đầu tiên và thả nổi các năm sau. HD Bank dự kiến chào bán cho khách hàng đóng sổ trong tháng 6 năm 2014. Nhà cho vay này kỳ vọng nguồn vốn được cơ cấu lại ở mức hợp lý, có thể giúp ngân hàng nâng cao hơn nữa năng lực tài chính, tạo điều kiện để khách hàng có thể tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn vay trung dài hạn. Trong các năm vừa qua, các đợt phát hành trái phiếu trung và dài hạn của HDBank đều thành công.